Thấy ghét anh quá hờ. Làm cho em đau như vậy. Xem nè, bầm hết trơn rồi. Để anh coi coi. Người ta thương em nên mới sung sướng mà. Sướng hả? Đau gần chết luôn hả? Lần sau ghé nhẹ ta một chút nha. Thôi được, thôi được. Lần nào cũng hẹn anh ở chỗ này. Anh định bao giờ sẽ dọn đi? Dọn hả? Đâu có chuyện dễ như vậy. Bây giờ ăn ở do ba anh lo mà. Nếu dọn ra ngoài chỉ trả tiền phòng thôi, cũng không có đủ tiền để trả đó. Không lẽ chúng ta cứ như vậy sao? Không tốt à? Ban ngày ở đây, ban đêm cũng ở đây thì tiện như lắm. Muốn tiện tại sao không đến khu Bác Lan? Em là bạn gái của anh. Anh không nghĩ cho mình đi nữa cũng phải nghĩ cho em. Không lẽ mai mốt thành hôn rồi vẫn như vậy hoài sao? Chúng ta vẫn còn ở tuổi thanh xuân, cần gì phải lo xa chứ. Vui cũng vậy, không vui cũng vậy, có phải không? Làm cái nữa nha. Ê, giờ anh đi chỗ khác đi. Đêm nay đã làm mấy lần rồi, anh không đau thì em đau. Không biết cô bạn gái ngày xưa của anh làm sao chịu nổi anh đó. Anh đã nói đừng nhắc cô nữa mà. Hai người ở chung phải biết rõ cái gì thuộc về của đối phương chứ. Nói ra nghe thử đi. Cô Sang là bạn gái đầu đời của anh. Cô là cô gái rất là ngoan. Lúc đó hoàn cảnh của chúng tôi tệ hơn bây giờ. Không có tiền để đi xe về nhà. Cô cùng anh đi bộ suốt 3 tiếng đồng hồ. Trời ơi, cô ấy thiệt là khá đó. Lúc đó anh cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ người đàn bà tốt cỡ nào thì cũng có tử nguyện. Tâm nguyện lớn nhất của cô Sang là được mặc đồ cưới tiến hành hôn lễ trong giáo đường. Không ngờ cuối cùng anh không có khả năng đó. Anh không thể hứa với cô, cho nên cô mới thành hôn với người đàn ông khác. Cô ấy làm như vậy cũng là hợp lý đó. Không lẽ em cũng muốn thành hôn hả? Anh đã nói với em là đừng nhắc tới nữa mà. Ê, dạ, em không có ngu như vậy đâu. Lúc nãy em nói thành hôn chẳng qua là nói giỡn thôi. Tình hình của anh không lẽ biến nhà xe thành phòng tân hôn hay sao? Thì đúng rồi, bây giờ cũng khá lắm. Sau này hoàn cảnh của mình sẽ được khá hơn nữa. Đến khi đó chúng ta dọn ra ngoài đồng môn để ở. Thích ở nhà cũng được, không thích gì vô nhà xe cũng được. Có phải không? Làm cái nữa. Ê, dạ, tự mình giải quyết đi. Em phải đi về nhà. Nếu mà trễ quá không có xe lửa, lúc đó anh phải đi với em 3 tiếng đồng hồ không có tốt đâu đó. Ngày nào cũng ngủ cho tới mặt trời mọc. Còn đi làm bữa nghỉ, lại không có tiền đem về nhà. Làm giống như cầu hai vậy đó. Ăn cơm thì há miệng, tiền đến thì xè tay. Có điểm tâm hay không? Còn đòi điểm tâm mà. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Ba của cậu đi làm cả buổi sáng rồi đó. Thật sự không biết đời này là gì nữa. Hỏi con cậu thôi, cần gì nói khó nghe vậy chứ. Tôi đâu có dám. Tôi là cái gì của cậu chứ? Ây da, mẹ ghẻ bộ ngon lành lắm sao? Tôi định nói là con trai bà Trần ở kế bên đó, 30 mấy tuổi đầu rồi, không có công việc nào mà lâu dài, còn da mặt thì dày thước mấy, lúc nào cũng xè tay ra để lấy tiền ở nhà. Cũng may là tôi không có thằng con như vậy, nếu không cũng khổ giống như bà Trần rồi. Người trong nhà đừng bao giờ nói tới tiền bạc. Con trai bà Trần mỗi ngày lễ ngày Tết, nó cũng đâu có mua đồ gì cho ba má của nó. Phải, số tiền mua đồ kia cũng lấy của ba má nó thôi. Món quà như vậy tôi cũng xin cảm ơn trước. Người ta thường nói con trai ruột có không bằng tiền ở bên mình. Hey, con trai ruột cũng không có tin được. Huống chi không phải là con trai ruột. Tôi đi làm. Hờ, phải hờ. Tôi cũng xém chút là quên mất cậu có công việc. Thôi tự nhiên đi hả? Nè, ở tại đường Bắc Lan, hôm qua tao thấy một cô gái thân hình thật là hết sảy. Chỉ có 400 mà thôi. Đêm qua tao chơi bạn gái của tao mấy cú. Tiền ăn khuya và tiền xe chưa tới 200 đó. Mày đừng có khoe nữa. Người ta là sinh viên đại học, còn là nhân viên máy bảo hiểm, có học lực lại có tiền. Mày là cái gì hả? Tao không biết bao giờ mày chia tay đó. Ê anh em, sao độc quá vậy? Cũng may là người ta có ăn học, đâu có giống như mày cặp mắt bồ câu. Không biết cổ tốt với tao tới cỡ nào nữa. Coi tao giống như chồng của cổ vậy. Ngoan ngoãn nghe lời tao. Ngoan ngoãn nghe lời? Tất cả những người ở đây đều mua bảo hiểm của cổ đó. Chỉ cần cổ nói một câu thôi, không biết mày ngoan ngoãn hay là cổ ngoan ngoãn nữa. Con gái bây giờ rất khôn, nó không bao giờ nghĩ tới sẽ làm vợ mày đâu. Liệu hồn nha ngịnh em. Mẹ điện không phải vậy đâu. Cổ thường kia ta dọn ra ở với cổ, dứt khoát không có chịu chia tay. Là chỗ anh em ta mới nói cho mày biết. Tao muốn cho mày tốt mà thôi. Ít ra không giống như ngày xưa thường xuyên đến đường Bắc Lan. Không phải là không đi đường Bắc Lan, mà là đi ít một chút. Làm gì? Xong người ta hết rồi. Làm gì đi?
Vậy biết rồi ông chủ, làm liền. Khỏi cần làm bộ nữa. Có điện thoại kế mày kìa, nghe trước đi. Chắc là mày đi đó. Đi nghe điện thoại đi. Quê, còn chơi nữa, làm gì đi chứ. Đang quay cái gì vậy? Không, không có gì, anh thấy không tiền gì đâu. Muốn coi tiền nhà mà họ cho mướn thôi. Anh bây giờ muốn dọn ra ngoài sao? Vậy thì chưa, nhưng em lúc nào cũng kêu anh dọn đi. Anh muốn coi giá trước, rồi chừng đó mới tính. Mướn nhà cũng trả tiền, mua nhà cũng trả tiền, anh mua nhà cho rồi. Dù sao căn nhà cũng là của mình. Ai lại không biết chuyện đó chứ. Nhưng giá cao vậy, ngay cả làm điền 2000 mấy một thước vuông làm sao mua đây. Em hiểu chưa? Vậy làm sao mà có tiền mua máy quay phim? Cái máy này bạn của anh bán cho anh mà giá rẻ kìa lắm. Hơn nữa một cái máy DVD làm sao so với việc mua nhà. Đương nhiên không thể so sánh mua ba cái đồ điện tử dễ sụt giá. Mua nhà thì khác, nhà lên giá rồi mình lại có tiền lời. Tuy là vậy nhưng mà căn nhà 2 triệu đồng phải có 200 ngàn để đau đó. Nghe nói ngân hàng cuối năm nay xuống giá từ 90% còn 70. Nếu như bây giờ chúng ta không mua, đến lúc đó mua không có nổi. Vậy tiền đau phải lên tới 600 ngàn. Ừ, nhưng mà ông chủ của em quen biết một nhà thầu phát triển khu nhà mới. Nếu mình mua trên danh nghĩa nhân viên của họ sẽ bớt được 10%. Nếu chúng ta không có ở, sang tên cho người khác cũng kiếm được lợi đó. Nhưng mà chúng ta đâu có nhiều tiền để đau chứ. Ê, giờ anh hãy bàn lại với người nhà của anh đi. Nè, anh bỏ 100 ngàn, em bỏ 100 ngàn. Mua xong căn nhà lập tức là được 200 ngàn. Anh không chịu hay sao? Được, nhưng mà cho anh mượn mấy trăm trước đi. Mấy trăm đồng? Định mua vé số hay sao? Năn nỉ hội đua ngựa đâu có bằng năn nỉ ba của anh. Ba của anh có tiền tiết kiệm. Để anh đi hỏi ổng coi ổng có chịu cho mượn không. Bỏ ra số tiền nhỏ để lấy vô số tiền lớn mà. Ba má à, qua ăn cơm đi. Có thiệt không đây? Gọi tôi là má. Hồi đó tới giờ đâu có gọi tôi như vậy. Tuy con không phải là con ruột, nhưng má đã nuôi con bấy lâu, con nên gọi là má mà. Chắc là có chuyện gì phải không? Dĩ à, có phải con đã gây quả gì hay không? Nếu mà vậy nói cho ba biết, việc gì cũng còn có ba mà. Ba à, con đâu có gây quả gì. Con ra làm việc lâu vậy nhưng chưa bao giờ mời ba má ăn cơm. Cho nên con mua đồ ăn về đây, để ăn một bữa vui vẻ với ba má. Nè, qua ăn cơm đi ba. Ba, cái trần bì này ngon lắm, hạ quả đó. Ba, gần đây ngân hàng báo cho mình biết, tiền không có vấn đề chứ. Ăn thua cái gì chứ, đâu có bao nhiêu đâu. Chút đỉnh cũng là tiền của ba, lấy ra có bộ an toàn hơn. Ồ, thì ra chén canh này không phải là canh trần bì đâu, mà là canh chim tè xẻ, chuyên môn đặt người quen biết. Con cần tiền hay sao? Dạ không, nên đi bạn của con. Tụi con định mỗi người lấy ra 100 ngàn. Đào xuống đi mua căn nhà thì tốt, rẻ hơn ở thị trường 10%. Có thiệt không đây? Bắt trước người ta mua nhà, ở đâu có tiền? Cho nên con muốn bàn với ba má. Con đi mua nhà có phải chuẩn bị tình hôn không? Nếu như vậy, cho dù phải cũng không có bàn. Cậu có tiền mua nhà sao? Cho dù có tiền mua đi nữa, tiền đâu mà đóng nhà? Lúc đó cũng sẽ theo xin tiền thôi. Bây giờ ai mua nhà cũng có lợi hết mà. Ngân hàng cũng an toàn vậy, nhưng mà ngân hàng cũng đóng cửa như thường. Xem chị của cậu lấy chồng rồi, đóng tiền nhà mà tới cỡ nào. Nó lớn vậy rồi, cậu mới thành gia lập nghiệp chứ. Mua căn nhà kể như là mang nợ túi đầu. Lúc đó hả, mua nhà rồi không phải là thành gia mà là nhảy lầu đó. Ê, bà nói đã chưa? Xưa nay bà gái mắt với tôi mà muốn tôi chết mà. Từ đó tới bây giờ, tôi ngay cả cái giường cũng không có. Tôi chỉ ngủ sofa, ai cũng ngồi lên được. Tôi có bao giờ quán trách hay không? Tôi cũng là người mà. Bây giờ tôi lớn rồi, tôi muốn kiếm cái giường cũng là mất lòng của bà hay sao? Cho dù bạn gái cậu mua giường chiều gái cho cậu đi nữa, cũng không có cần phải mua căn nhà lớn vậy để giường chứ. Muốn làm sang với bạn gái hả? Tự mình đi giải quyết đi, chúng ta không muốn mang nợ đâu. Nè nè, các người hãy bớt mọi người một câu đi. Uống canh chuẩn bị cho hạ quả đi hả? Yên tâm, tôi liên lụy ai cũng không liên lụy tới bà đâu. Được vậy thì tốt lắm. Vậy giờ cô đi đâu vậy? Mặc kệ nó. Thì hai người lúc nào cũng vậy hết à. Sao rồi? Vậy à, số tiền của anh giải quyết xong chưa? Sắp xong rồi. Cái gì mà sắp xong, có thì có, không thì không. Còn chưa có giải quyết. Một thời gian nữa không còn nhà để mua đâu. Không có lý gì mà bắt được con nai không bẻ sừng. Anh tự giải quyết đi, còn bằng không thì đừng có tìm em nữa. Alo, Mandy, Mandy.
phải là con không? Vâng. Cả đêm không có về nhà. Đã ăn cơm chưa hả? Trời lạnh mặc thêm áo nghe con. Ba, ba phải biết tự lo cho mình chứ. Xin lỗi ba nha, vừa rồi con gây với bà, làm cho ba phải khó xử. Không ăn thua gì đến con đâu. Thời tiết vừa trở lạnh, ba ho dữ lắm đó. Ba, hay mình qua bển ngồi xuống đi. Thật ra dì của con tuy rằng đánh đá hà tiện, nhưng mà bà ta tốt bụng lắm. Con đừng trách bà nha. Bà với người khác là vậy đó. Ba cô đi, bà đối xử với con thế nào? Ê, đừng nhắc cho bà nữa. Nè, ba ngồi xuống, con có mua cơm cho ba. Hai cha con chúng ta lâu lắm rồi không ăn cơm chung với nhau. Con còn nhớ lúc mà con và chị của con tan học, thì ba cầm lấy ba cái hộp cơm tới trường để đón tụi con. Sau đó chúng ta cùng nhau ngồi xuống đất ăn cơm. Ăn cơm xong ba dẫn chị con, còn con ba cõng đi về nhà. Và lúc đó tuy là chúng ta chỉ ăn cơm với trứng mà thôi, nhưng mà vui vẻ ghê lắm. Sau đó thì mình dọn tới đồng môn, ba thì cưới bà vợ này, từ đó không ăn cơm chung nữa. Cái lúc đó ba muốn kiếm một người về để lo cho các con, để các con có bữa ăn ngon. Nhưng không ngờ ăn cơm cũng không thể nào mập được. Ba, hay là mình dọn ra khỏi đồng môn này đi. Bản thân của con thì không ăn thua gì, nhưng mà mấy địa bạn của con có lúc này cũng hối con đi mua nhà, cho nên ba cũng biết con không muốn ở đồn môn. Nói đúng lắm, ba con cũng lớn tuổi lắm rồi, con sẽ đi đâu được đây chứ. Con thì khác, con còn trẻ, biết bao nhiêu cơ hội. Có cậu biết con không ai hơn ba, con nghĩ như thế nào? Không lẽ ba không biết hay sao chứ? Ba, đừng để cho con biết được nha. Khi nào mua được nhà đã tính sao? Anh đi đăng ký đi, để em lấy catalog coi thử. Được. Ông à, có nhà hả? Phải. Xin lỗi hơi gì vậy? Họ Lưu. Không biết ông Lưu ở đâu vậy hả? Tôi ở Đồng Môn. Ông Lưu, ông muốn coi đơn vị lớn hay nhỏ? Đơn vị lớn và đơn vị nhỏ có gì khác biệt? Ở chỗ này là đơn vị nhỏ. Nếu như ông Lưu muốn coi đơn vị lớn thì làm ơn đặt cho chúng tôi 5.000 đồng tiền cọc trước đi. Hả? Coi nhà mà cũng đặt tiền cọc sao? Nguyên tắc mà thôi. Nếu không có vừa ý trả lại cho ông, chúng tôi không muốn có người đến coi nhà là du lịch hay tham quan, làm cản trở người khác thật sự mua nhà đó. Nguyên tắc thôi hả? Vậy đơn vị nhỏ có nguyên tắc hay không? Cái đó không có. Nhưng không biết ông Lưu đã có ngân hàng để vay tiền rồi chưa? Lại là nguyên tắc nữa à? Cái đó không phải. Đơn vị của chúng tôi khoảng 2 triệu hơn, 20 năm chỉ có vay 90% thôi. Mỗi tháng đóng cỡ 20 mấy ngàn. Hả? 20 mấy ngàn? Phải rồi. Nếu như mua căn nhà xong, lúc đó kiếm không được ngân hàng vay tiền thì phiền phức lắm. Đăng ký rồi chưa? Xin lỗi nha. Nè, vừa rồi người kia bắt anh đặt tiền cọc và phải đi kiếm ngân hàng vay tiền trước, sau đó mới cho mua nhà. Nói chơi với anh thôi chứ ai mà đi kiếm ngân hàng trước. Bây giờ giá nhà lên cao như vậy, bộ sợ không có ngân hàng cho mượn hay sao? Ông ấy khinh anh không có tiền mua nhà thôi. Sao tệ vậy? Cũng may là có em trong nghề. Đi coi nhà nào vừa ý thì đặt cọc. Căn nhà này khá quá hả? Chỉ phòng ngủ thôi cũng lớn hơn phòng khách nhà anh nữa. Đương nhiên rồi, nếu mà không quen biết ông chủ làm sao bớt 10%, giá này làm sao mua được. Khuynh hướng căn nhà như vậy, đến lúc đó chúng ta bán ra có thể kiếm được 20-30%. Vậy là mình có thể dọn ra khỏi đồng môn và sống thế giới của hai đứa mình. Anh mượn tiền của ba anh đó, mình đặt cọc đi. Sẵn đó cho thằng bốn mắt kia đi coi thử, nó cứ nói là anh không có tiền. Khỏi cần nóng ruột, bây giờ anh cứ chuyển tiền qua trương mục của em đi. Không phải em gấp lắm sao? Cần gì bỏ vô trương mục? Không phải đâu, cái giá tiền đó phải lấy danh nghĩa của ông chủ mới mua được. Anh đi mua không có bớt. Vậy em giải quyết đi. Để em về công ty lo thủ tục xong rồi em gọi anh. Tối nay anh mua sẵn đồ cho em dạng lẩu, ok? Được rồi.
trúng số hả? Sao sang vậy? Mời tao đi ăn lẩu. Không, đúng ra tao hẹn với Mandy ăn lẩu để chúc mừng, nhưng mà cổ không tới. Ồ, thì ra có người bị đi tàu bay giấy. Bình thường mày nói người ta bám mày như là Sam vậy, bây giờ không gặp mày giống như chó chết vậy đó. Không phải đâu, thường ngày cậu tới trễ hay gọi điện thoại báo cho tao biết, lần này lại không nói gì hết, tao sợ lại cổ có chuyện. Thôi đừng có nói bằng cái miệng nữa. Nếu như mày lo tới như vậy, tại sao ngồi ở đây ăn lẩu chung với tao? Ờ phải, lúc nãy mày nói chúc mừng mày với cổ là chúc mừng cái gì? Ờ không có gì, Mandy cho biết có ngõ ngách mua nhà với giá rẻ, chắc chắn rất dễ kiếm lời. Hôm qua tao và cổ hùng tiền lại để mua nhà. Mày đưa hết tiền cho cổ? Cổ nói phải dùng tên của cổ mua thì mới được giá rẻ. Lúc nãy mày có đi kiếm cổ không? Có, tao gọi điện thoại tới công ty của cổ, họ nói tan sở rồi. Tao gọi về nhà cổ không ai nghe điện thoại, kiếm hoài cũng kiếm không được, giống như mất tích gì đó. Tao nghĩ cổ chơi mà mất tích rồi. Mày nói cái gì? Thật ra cái chuyện quan trọng giống như mua nhà, tao khuyên mày cẩn thận một chút. Chuyện đó để cho Mandy lo được rồi. Không phải, mày biết mà, mấy người mua bán nhà quỷ quyệt kia lắm, tốt hơn mày đi chung với cổ. Thôi không được, để tôi đi kiếm cổ. Mày đi đâu kiếm? Tao lấy xe đi kiếm cổ. Alo, làm ơn chưa gặp Mandy. Mandy hả? Lại kiếm cổ vậy? Cổ đã nghỉ phép dài hạn rồi, tháng sau cổ mới trở về đó. Mandy, em đi đâu vậy? Anh kiếm em mấy ngày nay không được, công ty nói là em nghỉ phép đó. Anh sợ là em xảy ra chuyện. Đâu có nghỉ phép, đương nhiên đi du lịch rồi. Em muốn đi Nhật Bổn chơi. Em đi du lịch, sao không nói cho anh biết? Đi gấp vậy, ông chủ của anh phiền ghê lắm, sợ nghỉ phép gấp vậy ông không cho đâu. Xin lỗi nha, em đi du lịch với người ta, không phải đi với anh. À, em đi chung với các đồng nghiệp hả? Mary hay là Rainbow? Johnson đó. Johnson nào? Là đàn ông đó đồ ngu. Em quên bạn trai khác hả? Em không có xem nó là người thứ nhì, bởi vì hồi đó tới giờ em đâu có xem anh là người thứ nhất. Nè, mình vừa mới mua nhà mà, giờ dọn vô ở chung nữa. Vậy chứ anh biết em hận anh cái gì không? Anh không có ý chí, không có tương lai, em cũng có thể chấp nhận anh. Nhưng đến lúc mua nhà, anh cũng đâu có nói kết hôn với em. Anh xem em là cái gì, là con điếm hả? Không đâu, anh biết là anh bất tài nhưng mà anh có chí lắm. Em cũng biết anh chỉ là thằng sửa xe, nhưng mà khi em quen anh thì anh đã vậy rồi, em nói em đâu có ngại. Mandy à, em cũng ngại ghê lắm, tại anh không biết thôi. Nhưng mà ngoài chuyện làm tình ra, anh không biết quan tâm tới em. Vậy mình thành hôn đi, rồi mình dọn vô căn nhà mới ở. Nhà mới? Chúng ta làm gì có nhà mới? Đừng có nhìn em như vậy. Đủ rồi, em gạt anh đó. Lúc bắt đầu em cũng đâu có nghĩ là em mua nhà với anh. Còn cái số tiền đó, coi như là bù đắp tuổi thanh xuân của em. Nói thật nha, dù sao em với anh cũng lâu lắm rồi, anh không có tổn thất đâu. Mandy à, Mandy. Anh làm cái gì vậy? Mandy, em gạt tiền của anh đi nữa cũng không sao, hay là em quen người khác cũng không sao, nhưng mà em cho anh cơ hội đi. Anh sẽ chứng minh anh là một người tốt. Anh đừng có quậy động vô ích mà, nhìn anh là tôi muốn nói rồi. Mù tôi ra đi. Mandy à, đừng vậy mà. Ra mà làm cái gì nghe vậy? Nói đi. Bớ người ta, anh đừng có làm hổn tôi nha. Mandy à, nghe nói đi. Bớ người ta. Mandy à, em đừng làm vậy mà. Bớ người ta, cứu tôi. Nó làm hổn tôi nè, bớ người ta. Mù tôi ra đi, làm cái gì vậy? Bớ người ta, bớ người ta, cứu tôi. Bớ người ta. Như vậy. Có phải mày là Johnson không? Tao cho mày biết, cổ là bạn gái của tao đó. Đừng bây giờ nói là tao kéo cổ, tao kéo cổ lên giường cũng được kìa. Đồ hèn, thấy ghét quá đi. Johnson là em với nó hết rồi. Tao cảnh cáo mày nha, đừng có làm việc bạn gái tao, nếu không tao báo cảnh sát bắt mày đó. Đi. Nhà ông chủ à, làm ăn kiểu kỳ vậy? Tôi mang xe đến cho ông sửa, ông này lấy chạy bậy bạ. Cũng may tôi nhìn thấy, còn không tính làm sao đây hả? Ờ, xin lỗi nhầm chú, tôi trả lại tiền xăng cho ông, còn trả tiền sửa xe bớt 50%. Nói giữ lời đấy nha. Yên tâm đi, chúng tôi làm ăn mà, nhất định có uy tín đó.
Tôi tin ông thêm lần nữa. Ờ, xin lỗi, để mình giỡn nhông chu. Anh Vĩ à, tôi tưởng là anh chém về mà thôi, còn hại luôn tôi nữa. Có gì mà nghiêm trọng chứ? Dù đem cái xe này qua ngoài đường cũng không có ai thèm lấy đâu. Mày còn cãi lại à? Đêm nào mày cũng dẫn gái về đây làm này nọ. Một người tưởng tao không biết sao hả? Tao thấy như quen biết ba mày, nên mở một mắt nhắm một mắt. Lần này mày lấy xe của khách ra ngoài chơi nữa, tao không báo cảnh sát coi như mày may mắn lắm rồi. Ông chủ à, thằng Vĩ đó. Ê miệng miệng, mày tưởng mày ngon lành lắm hả? Cả ngày đi chơi cho nó, con làm không được gì hết. Quay, muốn chửi tôi thì chửi, đừng trút lên thằng Trí. Thái độ của mày là sao đây? Ông im miệng đi, bây giờ tôi không làm nữa, đừng nói nhiều. Từ nay mày đừng có giải kiếm tao nữa. Còn mày nữa, làm chi đi. Đồ hèn, hèn hả? Đánh nó. Đánh nó đi. Dĩ à, đi con ra ngoài. Tại sao kỳ sao đậu lại vậy? Nhà có lầm lẫn không? Sao kẹt xe nữa? Tôi không cố ý đâu, đụng xe mà. Bọn tôi không muốn chạy hay sao? Tôi không hiểu. Đồng môn chỉ có đại lộ Đồng Môn, chạy đến thành phố thôi, không kẹt xe làm sao được đây? Phải rồi. Tôi phải đi dựng giác đó. Anh à, bọn tôi không muốn chạy nhanh hay sao? Con đường này không thể quẹo đó. Dẹp đi, mở cửa, tôi muốn xuống xe. Muốn chơi tao hả? Đi xe kẹt xe, vô nhà cậu bị kẹt. Ông sợ gì vậy? Da em thiệt là mịn quá hả? Phương Tây Gia, sợ cái gì? Ở đây đâu có ai nhìn thấy đâu. Xuống không hả? Da em mịn thiệt á. Đừng làm vậy, về nhà đi. Sợ gì chứ? Em không thích làm ở chỗ này. Đêm hôm khuya đâu có ai thấy đâu. Yên tâm đi. Nè, cái thằng kia làm gì vậy? Con chị tôi làm mày đó, đi cho lẹ. Đàn bà, ai nấy đều hèn hả? Mandy. Chuyện gì hả quỷ đâu? Tại tôi muốn lợi dụng à? Tôi nhìn làm người, cần gì phải làm dữ? Ờ, quỷ đầu xanh, còn muốn chụp hình nữa, báo cảnh sát bắt mày. Đừng nói vậy nha. Bông tài ra, bớt người ta, làm hổn nè. Bớt người ta, làm hổn nè. Bông tài ra. Đồ tồi, đồ tồi.
Đồ tội. Làm gì vậy? Làm gì mà sợ quá vậy hả? Không có gì. Con đói bụng phải không? Nếu đói ba nấu mì con ăn nha. Ba, con không muốn ăn. Ba đi ngủ đi. Ba biết con ở chỗ này bất tiện ghê lắm. Con đã lớn vậy rồi, cần có chỗ ở riêng mình chứ. À phải rồi, mua nhà được chưa hả? Mua rồi thì cứ dọn đi. Đừng lo cho ba. Ba không có vấn đề gì đâu. Không vấn đề gì đâu mà. Được rồi ba, có chuyện gì mày muốn tính nha. Ây da, nửa đêm hôm khuya làm cái gì mà ồn quá vậy? Tôi còn tưởng là có ăn trộm vào nhà nữa. Xì cái gì? Có công việc không chịu đi làm, đi thôi việc. Ban ngày á coi phim con heo ở nhà, ban đêm á thì đi khuya mới về đây. Làm gì kỳ vậy? Ê, bà đừng có nói nhiều mà. Nó bực ở trong người lắm đó. Ây da, nó bực trong người không lẽ tôi vui lắm hả? Cũng là tại ông hết. Thường nó quá mức làm tôi ghét nó tới như vậy. Tôi thì ghét hay không ăn thua gì tới bà. Cái gì? Khuya về rồi con tính đi đâu đây hả? Con hẹn với bạn đi trường chân vài ngày. Ba đừng lo cho con. Tôi còn tưởng cậu ngon lành dọn ra ngoài ở nữa chứ. Im miệng! Thank you.
cái gì cũng đầy đủ hết. Có truyền hình, có máy lạnh. Nếu như tắm còn phải mở nước nóng một hồi mới xài được đó. Tôi đưa chìa khóa cho ông. Có chuyện gì xuống dưới kiếm tôi. Tôi đi trước nha. No!